mình nghĩ những sự tích cây đao mọi người đã đọc rồi cho nên mình hôm nay mình sẽ không đọc lại kể cho mọi người nghe những cái mà mình nghĩ ít người biết hơn đó là những dị bản khi ở độ tuổi này mình đọc và là một diễn viên hài thì mình thấy có rất nhiều điểm kỳ cục mà mình thấy nó rất mắc cười nên mình muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện thứ nhất sự tích thỏ ngọc ngày xưa ngày xưa à, có ba ông tiên một hôm nọ ba ông quyết định là xuống trần gian để thử lòng chúng sanh nên ba ông mới hóa thân thành ba ông già tức là thay đồ thôi